ăn hạt mận lúc ấy đó. Vâng. Nuốt vào là nó có mọc cây trong trong dạ dày không? Hả? Nó mọc phải về đội mổ đấy, Nè. nó mà mọc cây trong bụng phải về đội mổ đấy, Tưởng cho nó mọc nó chui ra đằng rốn. chết luôn. Không, cho nó chui ra đằng rốn bọn. Nó hái quả ăn thôi. Mọc thế đó là ra là Thế bây giờ nó trong bụng cho nó phải chui ra đằng rốn chứ đi chui ra đằng nào? tao đang lo phải về đội mổ. Kệ nó nảy mầm thì khác biết. Nếu mà cứ để nó thế đó chắc chắn là phải về đội mổ. Nó không mổ thì sao? Nếu không mổ thì nó sẽ lâm chảy lâm chẹ đi, không tiêu hóa được thức ăn nữa. Đúng không? Thế là cái họa này họa chết. Mà cho nó chết thì hết cái vị mà. Sao?